Thành phố Hồ Chí Minh, tia cực tím ở mức nguy hại rất cao, hạn chế ra đường vào buổi trưa. Nga yêu cầu Google ngừng phát tán các mối đe dọa chống Nga trên YouTube. Mỹ đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ chuyển giao hệ thống tên lửa do Nga sản xuất cho Ukraine. Australia cấm xuất khẩu alumin sang Nga, cung cấp than cho Ukraine. Tổng thống Hàn Quốc nói sẽ chuyển văn phòng tổng thống sang Bộ Quốc phòng. Người Nga có tài sản 3 tỷ đô la ở Bahamas Zelensky nói rằng hậu quả của Nga là khủng khiếp Mariupol nói hàng nghìn người bị trục xuất Ukraine đã chỉ cho Đài Loan cách chống lại đối thủ mạnh hơn nếu như bị Trung Quốc tấn công Xin kính chào quý vị Sau đây là nội dung chi tiết của một tin tổng hợp tối ngày 20 tháng 3 của DKN TV Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo ngày 20 tháng 3, chỉ số tia cực tím UV cực đại ở Hà Nội, Huế và Đà Nẵng phổ biến ở mức nguy cơ gây hại cao. Các thành phố ở Trung và Nam Bộ phổ biến ở mức nguy cơ gây hại rất cao. Cụ thể, chỉ số tia cực tím cực đại lúc 12 giờ trưa nay ở Hạ Long Quảng Ninh đạt mức 7,5, Hải Phòng là 7,7, Hội An đạt mức 9,6, Cần Thơ ở mức 8,1, ở thành phố Hồ Chí Minh đạt mức 10,6, Cà Mau 10.8, Nha Trang 10.7, nguy cơ gây hại rất cao kéo dài từ 10 đến 13 giờ. Bà Nguyễn Thị Hoàng Giang, dự báo viên Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong hai ngày tới, chỉ số tia UV cực đại ở các tỉnh thành phía Bắc phổ biến ở mức nguy cơ gây hại cao. Trong ngày 23 tháng 3, chỉ số này có xu hướng giảm xuống ở mức nguy cơ gây hại trung bình. Trong khi đó, chỉ số UV cực đại ở khu vực Trung và Nam Bộ tiếp tục duy trì ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao trong cả 3 ngày tới các chuyên gia khuyến cáo khi chỉ số UV ở mức nguy cơ gây hại cao cho người dân nên ở dưới bóng mát trong thời gian ban trưa, che chắn khi ra ngoài, bôi kem chống nắng và đeo kính râm. Đối với mức nguy cơ gây hại rất cao, cần hạn chế ra ngoài trời vào thời điểm ban trưa. Người ra ngoài trời nắng bắt buộc đội nón, sử dụng ô hoặc đeo kính râm, thoa kem chống nắng ngay cả khi trời có mây. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Kính thưa quý vị, chính phủ Nga hôm 18 tháng 3 đã yêu cầu Google ngừng phát tán cái mà nước này gọi là các mối đe dọa đối với công dân Nga trên nền tảng chia sẻ video YouTube của hãng. Động thái có thể chặn đứng hoàn toàn dịch vụ của YouTube trên lãnh thổ Nga. Cơ quan quản lý Nga Rokonazo cho biết đã xuất hiện các quảng cáo trên nền tảng video này kêu gọi đình chỉ hệ thống thông tin liên lạc của mạng lưới đường sắt của Nga và Belarus, cho rằng sự phổ biến này là bằng chứng về quan điểm chống Nga của công ty Mỹ và ảnh hưởng tiêu cực tới công dân Nga. Rokonazo cho hay họ kiên quyết phản đối các chiến dịch quảng cáo như vậy và yêu cầu google ngừng phát tán các video chống nga càng sớm càng tốt google đã xóa một quảng cáo bị chính phủ nga gắn cờ theo một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này tuy nhiên nguồn tin từ chối mô tả quảng cáo bị gỡ này tranh chấp này là vụ tranh chấp mới nhất giữa moscow và các công ty công nghệ nước ngoài về ukraine nào. youtube nền tảng đã chặn các phương tiện truyền thông do nhà nước nga tài trợ trên toàn cầu đang chịu áp lực nặng nề từ cơ quan quản lý truyền thông và các chính trị gia của Nga. Trước các chính sách của Meta cho phép người dùng mạng xã hội ở Ukraine trong các thông điệp liên quan tới Nga, Moscow đã chặn Instagram, sau đó là Facebook. Các phương tiện truyền thông Nga bao gồm AIA và Sputnik dẫn nguồn tin dấu tên cho biết YouTube có thể sớm bị chặn vào tuần tới. Mỹ đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ chuyển giao hệ thống tên lửa do Nga sản xuất cho Ukraine. Kính thưa quý vị, Reuters hôm 19 tháng 3 dẫn ba nguồn tạo tin cho biết, Hoa Kỳ đã nêu vấn đề một cách không chính thức với Thổ Nhĩ Kỳ về khả năng không chắc chắn về việc gửi các hệ thống phòng thủ tên lửa F-400 do Nga sản xuất tới Ukraine để giúp nước này chống lại các lực lượng Nga xâm lược. Các quan chức Mỹ đã đưa ra đề xuất trong tháng qua với các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không có yêu cầu cụ thể hoặc chính thức nào được đưa ra. Họ cho biết, đề xuất cũng được đưa ra trong một thời gian ngắn trong chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman tới Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng này. Chính quyền Biden đã yêu cầu các đồng minh đang sử dụng thiết bị và hệ thống do Nga sản xuất, bao gồm F-300 và F-400, xem xét chuyển giao chúng cho Ukraine. Ý tưởng này được các nhà phân tích cho rằng nó chắc chắn sẽ bị Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ. Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ chưa bình luận về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc chuyển giao các hệ thống F-400 của Ankara cho Ukraine. Tổ hợp tên lửa F-400 vốn là điểm gây tranh cãi lâu nay giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, hai đồng minh NATO. Các nguồn tin và nhà phân tích Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng bất kỳ đề xuất nào như vậy sẽ không khả thi đối với Thổ Nhĩ Kỳ, với lý do các vấn đề từ trở ngại kỹ thuật liên quan đến việc lắp đặt và vận hành S-400 ở Ukraine, đến những lo ngại chính trị về đòn phản công mà Ankara có thể phải đối mặt từ Moscow. Trước đây, Washington đã nhiều lần yêu cầu Ankara loại bỏ các tổ hợp tên lửa đất đối không do Nga chế tạo kể từ lần giao hàng đầu tiên vào tháng 7 2019. Hoa Kỳ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với ngành công nghiệp quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ và loại bỏ Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình máy bay chiến đấu F-35. Trong khi đó, Ankara cho biết họ buộc phải lựa chọn F-400 vì các đồng minh không cung cấp vũ khí với các điều kiện thỏa đáng. Các nhà quan sát cho rằng, các quan chức Mỹ muốn nắm bắt thời điểm này để lôi kéo Thổ Nhĩ Kỳ trở lại quỹ đạo của Washington. Nỗ lực này cũng là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của chính quyền Biden nhằm đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Zelensky giúp bảo vệ bầu trời Ukraine. Thổ Nhĩ Kỳ có chung đường biên giới trên biển với Ukraine và Nga ở Biển Đen và có quan hệ tốt với cả hai nước. Australia cấm xuất khẩu alumin sang Nga cung cấp than cho Ukraine. Kính thưa quý vị, chính phủ Australia hôm Chủ nhật cho biết họ đã áp đặt lệnh cấm ngay lập tức đối với xuất khẩu quặng alumin và nhôm, bao gồm cả Biosis sang Nga. Động thái này là một phần trong các biện pháp trừng phạt đang diễn ra nhằm vào Moscow vì hành vi xâm lược Ukraine. Nga phụ thuộc vào Australia cho gần 20% nhu cầu alumin của nước này. Chính phủ Australia cho biết trong một tuyên bố chung từ một số cơ quan bộ ngành, bao gồm cả văn phòng thủ tướng. Tuyên bố nói thêm rằng động thái này sẽ hạn chế năng lực sản xuất nhôm của Nga, một mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Nga. Tuyên bố cho biết, chính phủ Úc sẽ làm việc chặt chẽ với các nhà xuất khẩu và các cơ quan cao nhất sẽ bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm để tìm kiếm thị trường mới và mở rộng thị trường hiện có. Cho đến nay, Australia đã áp đặt tổng cộng 476 lệnh trừng phạt đối với 443 cá nhân, bao gồm các doanh nhân thân cận với Tổng thống Nga Putin và 33 thực thể, bao gồm hầu hết các lĩnh vực ngân hàng của Nga và tất cả các thực thể chịu trách nhiệm về khoản nợ có chủ quyền của đất nước, tuyên bố cho biết. Chính phủ Úc cho biết Họ sẽ tặng ít nhất 70.000 tấn than nhiệt cho Ukraine để đáp ứng nhu cầu năng lượng của nước này. Chính phủ Úc cũng cam kết bổ sung thiết bị quân sự và viện trợ nhân đạo cho Ukraine. Tổng thống Hàn Quốc nói sẽ chuyển văn phòng Tổng thống sang Bộ Quốc phòng Thưa quý vị, Tổng thống đắc cử Hàn Quốc John Sokyeo vào hôm Chủ nhật đã phá vỡ truyền thống hàng thập niên của đất nước khi cho biết rằng ông sẽ chuyển văn phòng Tổng thống từ nhà xanh đến khu phức hợp của Bộ Quốc phòng một bước đi ước tính trị giá 40 triệu USD. Ông Yun, người đã chiến thắng trong gang tấc trong cuộc bầu cử ngày 9 tháng 3 đầy cam go, đã cam kết chuyển văn phòng đến một nơi dễ tiếp cận hơn và mở cửa nhà xanh ở Seoul cho công chúng. Ông cũng cho biết ông sẽ chuyển nơi ở chính thức của mình đến Hàn Nam Đông, một khu vực có nhiều giám đốc kinh doanh và nhà ngoại giao. Kế hoạch của ông Yun đã vấp phải phản ứng trái chiều từ người Hàn Quốc. Động thái của nhà xanh đã làm dấy lên một cuộc tranh luận gay gắt. Vì truyền thông Hàn Quốc và một số quan chức Đảng dân chủ đối thủ cho rằng ông Yoon chuyển văn phòng là do vấn đề về phong thủy. Trụ sở chính của Bộ Quốc phòng nằm trong khu phố Yongsan của thủ đô, bên cạnh một căn cứ quân sự lớn trước đây của Hoa Kỳ. Căn cứ này phần lớn đã đóng cửa và chuyển về phía Nam thành phố. Các nhà phong thủy đã nói rằng vị trí của nhà xanh là không tốt. Bốn trong số 6 tổng thống trong lịch sử dân chủ 25 năm của đất nước đã bị bỏ tù hoặc tự sát sau khi rời nhiệm sở. Đội ngũ của ông Yun bác bỏ mọi đề xuất cho rằng việc chuyển văn phòng là do ảnh hưởng bởi các cân nhắc như vậy. Và họ nói rằng văn phòng mới sẽ cải thiện khả năng tiếp cận công chúng và liên lạc với các phụ tá. Và rằng dinh thự điều hành của nhà xanh đã trở thành một cung điện hoàng gia, bị cô lập và bao quanh bởi rừng và an ninh chặt chẽ. Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc ước tính việc di chuyển sẽ tiêu tốn 49,6 tỷ won, tức khoảng 40,1 triệu USD bao gồm việc di rời Bộ Quốc phòng và cải tạo văn phòng mới và nhà ở chính thức. Người Nga có tài sản 3 tỷ đô la ở Bahamas Kính thưa quý vị, các tổ chức tài chính ở Bahamas có tài sản khoảng 3 tỷ đô la mà chủ sở hữu có liên quan đến Nga. Ngân hàng Trung ương Bahamas cho biết vào cuối ngày thứ Sáu. Bahamas vào ngày 12 tháng 3 đã ra lệnh ngừng tất cả các giao dịch với các thực thể của Nga. Những thực thể đã bị các quốc gia phương Tây trừng phạt. Ngân hàng Trung ương Bahamas đã tìm thấy 420 triệu USD tiền gửi và 2,5 tỷ USD tài sản lưu ký hoặc ủy thác trong các tổ chức tài chính của người Bahamas mà các chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng từ Nga hoặc có liên hệ với Nga. Tuy nhiên, ngân hàng không nêu cụ thể người Nga nào là chủ sở hữu của những tài sản này. Bahamas, một quốc gia vùng Caribe, đã lên án mạnh mẽ cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine, nhưng dường như vẫn còn băn khoăn về mức độ mà họ có thể trong việc tham gia vào các nỗ lực trừng phạt Nga mà không làm tổn hại đến nền kinh tế nhỏ của đất nước. Kính thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, cuộc vây hãm của Nga đối với thành phố cảng Mariupol là nỗi kinh hoàng sẽ được ghi nhớ trong nhiều thế kỷ tới. Trong khi chính quyền địa phương cho biết, hàng nghìn cư dân thành phố đã bị đưa qua biên giới bằng vũ lực. Hội đồng thành phố cho biết, trong một thông báo trên kênh Telegram vào cuối ngày thứ Bảy rằng, trong tuần qua, hàng nghìn cư dân Mariupol đã bị trục xuất sang lãnh thổ Nga. Các hãng thông tấn Nga cho biết, những chiếc xe buýt đã chở hàng trăm người mà Moscow gọi là người tị nạn từ cảng chiến lược trên biển Azov đến Nga trong những ngày gần đây. Những tiếng còi báo động không kích đã vang lên khắp các thành phố lớn của Ukraine vào đầu ngày Chủ nhật 20 tháng 3, nhưng không có báo cáo ngay lập tức về các cuộc tấn công mới. Khoảng 400.000 người đã bị mắc kẹt ở Mariupol trong hơn 2 tuần, trú ẩn để tránh các đợt oanh tạc nặng nề, các đợt bắn phá như vậy đã cắt đứt nguồn cung cấp điện, hệ thống sưởi và nước ở trung tâm, theo chính quyền địa phương. Các nhân viên cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người sống sót trong một nhà hát ở Mariupol. Chính quyền địa phương cho rằng nhà hát đã bị san phẳng bởi các cuộc không kích của Nga vào ngày hôm thứ tư. Nga phủ nhận việc tấn công nhà hát hoặc nhắm vào dân thường. Hôm thứ sáu, Bộ quốc phòng Nga cho biết các lực lượng của họ đang thắt chặt thảm lọng xung quanh Mariupol và giao tranh đã tiến đến trung tâm thành phố. Trong một chương trình phát sóng đêm muộn, ông Zelensky cho biết cuộc bao vây Mariupol sẽ đi vào lịch sử với trách nhiệm tội ác chiến tranh. Ông nói, làm điều này đối với một thành phố hòa bình là một nỗi kinh hoàng sẽ được ghi nhớ trong nhiều thế kỷ tới. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán hòa bình với Nga là cần thiết mặc dù chúng không hề dễ dàng và dễ chịu. Văn phòng nhân quyền của Liên Hợp Quốc cho biết, tính đến thứ 6, ít nhất 847 dân thường đã thiệt mạng và 1.399 người bị thương ở Ukraine. Văn phòng tổng công tố Ukraine cho biết 112 trẻ em đã bị giết. Các lực lượng nga đã chịu tổn thất nặng nề kể từ ngày 24 tháng 2 khi Tổng thống Putin tiến hành cái mà ông gọi là chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraine và thanh trừng những gì ông coi là những người theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm. Ukraine và phương Tây nói rằng Putin đã phát động một cuộc chiến tranh gây hấn có chủ ý. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow dự kiến hoạt động của họ ở Ukraine sẽ kết thúc với việc ký kết một thỏa thuận toàn diện về các vấn đề an ninh, bao gồm quy chế trung lập của Ukraine, Interfax đưa tin. Kiev và Moscow đã báo cáo một số tiến triển trong các cuộc đàm phán vào tuần trước nhằm hướng tới một công thức chính trị bảo đảm an ninh cho Ukraine, đồng thời giữ nước này bên ngoài NATO. Ông Zelensky cho biết, Ukraine có thể chấp nhận các bảo đảm an ninh quốc tế Điều mà ngăn chặn mục tiêu lâu dài của họ là gia nhập NATO, triển vọng đó là một trong những mối quan tâm hàng đầu của cả. Tổng thống Ukraine, người thường xuyên kêu gọi người nước ngoài giúp đỡ, đã nói với một cuộc biểu tình chống chiến tranh ở Ben vào thứ Bảy rằng các ngân hàng Thụy Sĩ là nơi chứa tiền của những người gây ra cuộc chiến này và tài khoản của những người đó nên bị đóng băng. Thụy Sĩ là một quốc gia trung lập, không phải là thành viên của Liên minh châu Âu-EU nhưng đã áp dụng đầy đủ các biện pháp trừng phạt của EU đối với các cá nhân và thực thể của Nga, bao gồm cả lệnh đóng băng tài sản của họ trong các ngân hàng Thụy Sĩ. Các biện pháp của EU là một phần trong nỗ lực trừng phạt rộng lớn hơn các quốc gia phương Tây nhằm siết chặt nền kinh tế Nga và khiến cỗ máy chiến tranh của nước này chết đói. Kính thưa quý vị và các bạn, các quan chức và nhà phân tích Đài Loan cho biết, cuộc chiến đấu chống lại Nga của Ukraine đã mang lại cho Đài Loan bài học về việc xây dựng các khả năng phi đối xứng hiệu quả để chống lại nguy cơ bị tấn công từ Trung Quốc đại lục. Khi quân đội Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, nhiều người nghĩ rằng sẽ chỉ còn vài ngày nữa là quân đội hùng mạnh hơn nhiều, sẽ chiến thắng. Tuy nhiên, các cuộc chiến đã bước sang tuần thứ tư và người Ukraine vẫn đang chiến đấu kiệt cường. Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Khâu Quốc Chính nói, bài học mà chúng ta có thể rút ra từ cuộc chiến Nga-Ukraine là bất chấp những bất lợi về quân sự, Ukraine vẫn có thể sử dụng tính độc đáo của chiến trường trong nước và khả năng phi đối xứng của mình để chống lại kẻ thù khổng lồ như Nga. Phát biểu tại một phiên họp lập pháp vào tuần trước, ông Khâu Quốc Chính cũng cho biết Đài Loan đang nghiên cứu cách người Ukraine ngăn chặn sự xâm lược của Nga bằng chiến tranh phi đối xứng, ám chỉ việc sử dụng các loại vũ khí có thể di chuyển và dễ vận hành. Bắc Kinh coi Đài Loan là lãnh thổ ly khai đang chờ thống nhất bằng vũ lực nếu cần. Các thẳng đã leo thang trong những năm gần đây với việc quân giải phóng nhân dân Trung Quốc điều máy bay chiến đấu vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan và tập trận gần đó. Đã có nhiều suy đoán kể từ khi xâm lược Ukraine rằng Bắc Kinh có thể lợi dụng tình hình phức tạp để tiến hành cuộc tấn công qua eo biển Đài Loan, mặc dù cả hai bên đều nhấn mạnh rằng hai vấn đề này không thể so sánh được. Đài Loan từ lâu đã ủng hộ việc nâng cấp các nền tảng vũ khí đắt tiền hơn, với đồng minh không chính thức là Mỹ, nhà cung cấp vũ khí chính. Phát biểu tại cuộc điều trần tại Thượng viện ngày 10 tháng 3, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về chiến lược và kế hoạch và năng lực. Maria Kalin cho biết, Đài Loan nên tăng cường khả năng phi đối xứng của mình để phòng thủ trước cuộc tấn công của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Bà Kalin nói, tình hình mà chúng ta đang thấy ở Ukraine hiện tại là một nghiên cứu điển hình. Về lý do tại sao Đài Loan cần làm tất cả những gì có thể xây dựng, các khả năng phi đối xứng, chuẩn bị sẵn sàng càng nhanh càng tốt nếu Trung Quốc mở cuộc xâm lược. Jessica Lewis Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị quân sự cũng nói rằng, các vũ khí như hệ thống phòng không tầm ngắn thì lôi, hệ thống phòng thủ bờ biển và tên lửa hành trình đã được sử dụng rất hiệu quả ở Ukraine. Các tên lửa phòng không và chống tăng cầm tay hoặc vác vai do Mỹ cung cấp được cho là đã giúp quân đội Ukraine tiêu diệt thành công hàng trăm xe bọc thép và một số máy bay trực thăng của Nga. Trong khi tên lửa Javelin bay theo đường bay tấn công mục tiêu từ trên xuống, nơi có lớp giáp tương đối yếu thì Stinger là tên lửa bóc vai nặng 15 cân, sử dụng cảm biến hồng ngoại để xác định vị trí máy bay. Đài Loan đã mua được cả hai loại tên lửa này từ Mỹ. Hai năm trước, quân đội cũng đã mua thêm 42 hệ thống Javelin và 400 tên lửa với chi phí gần 121 triệu USD. Trang Trung, nhà nghiên cứu an ninh tại National Policy Foundation cho biết, không giống như Nga có thể đưa lực lượng của mình tới Ukraine bằng đường bộ, tình hình địa lý của Đài Loan và Đại lục là khác nhau vì chúng bị ngăn cách bởi eo biển Đài Loan. Vì vậy, việc Đài Loan sử dụng chiến tranh phi đối xứng sẽ tập trung vào đường biển và đường hàng không. Ông nói rằng Đài Loan có thể dễ dàng triển khai hệ thống tên lửa Javelin và Stinger dọc theo bờ biển của mình để tấn công lực lượng đổ bộ của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc và đánh trúng các mục tiêu trên không của họ nếu họ cố gắng đổ bộ lên đảo. Ngoài việc mua các loại tên lửa khác nhau từ Mỹ, Đài Loan đang phát triển tên lửa của riêng mình, bao gồm tên lửa đất đối không Thiên Cung 3, tên lửa không đối đất Wanchien và tên lửa hành trình Hy Sung Sơn, một phiên bản nâng cấp của tên lửa tấn công đất liền Hy Sung Phân 2E mà các chuyên gia quân sự cho rằng có khả năng bắn trúng các mục tiêu xa hơn trong đất liền Trung Quốc. Các nhà phân tích cho biết, ngoài chiến lược chiến tranh phi đối xứng đã đóng một vai trò ấn tượng như vậy trong cuộc chiến Ukraine, Đài Loan còn phải tính đến tầm quan trọng của hậu cần, huy động Internet và mạng xã hội vào thời chiến. Alexander Hoàng Trinh Trân, giáo sư nghiên cứu chiến lược và quan hệ quốc tế tại Đại học Tam Cang ở thành phố Tân Đài Bắc cho biết. Truyền thông xã hội và truyền thông trực tuyến đã trở thành một phần của cuộc chiến lần này. Các video thường xuyên được chia sẻ trên mạng xã hội bởi Tổng thống Ukraine Zelensky đã thúc đẩy thế giới lên án tội ác của Moscow và kêu gọi người dân Ukraine tham gia quân đội chống lại quân xâm lược Nga. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn trong cuộc kiểm tra huấn luyện nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu đã nói rằng Tình hình ở Ukraine cho thấy, ngoài sự hỗ trợ và giúp đỡ của quốc tế, sự đoàn kết của người dân là rất quan trọng. Tôi hy vọng thông qua khóa đào tạo, các bạn có thể nuôi dưỡng ý thức đoàn kết và trách nhiệm mạnh mẽ hơn trong việc bảo vệ quê hương của chúng ta. Kính thưa quý vị, mục tin tổng hợp tối của DKN TV. Đến đây xin tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Snapchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Kính chúc quý vị mạnh khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.